Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay Leo sẽ dẫn quý vị bài nhảy vuông dân vũ Hoa bướm say, nhạc Hoa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài nhảy này chúng ta sẽ đi theo 4 hướng. Mỗi hướng sẽ có 4 câu nhạc 8, nhịp đếm là 32. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Tường đầu tiên, câu số 1, 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục đi tường thứ hai ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi cả 4 tường nhá. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây dạy lặp lại, đi lại từ tường số 1 cho đến khi hết bài. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Bài này chúng ta sẽ có 4 câu 8 một tường. Chúng ta sẽ đến với câu 8 đầu tiên này. Chúng ta chân phải làm trụ. Chân trái của chúng ta sẽ đưa gót chéo sang phía bên phải. Bắt đầu bằng chân trái, được chưa? Chân trái sẽ đưa chéo gót sang phía bên phải. 1, thu về. 2, chân phải đưa chéo gót sang phía bên trái. 3, thu về. 4, kết hợp với hai tay chúng ta nắm lại và co hai tay ngược lên trên. Ok. Thì chân trái đầu tiên chúng ta bước vào này. 1, thu về. 2, tiếp tục chân phải. 3, thu về. 4, lặp lại. 5, thu về. 6, và chân phải. 7, thu về. 8, đúng không ạ? Ok, cùng vào nhá. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, và khi 8 ở đây thì các bạn 7, 8 thu về ở đây thì các bạn chuyển trụ sang bên chân phải nhá, để chân trái chúng ta bước tiếp, đúng không ạ? Ok, thì khi mà 8 chúng ta kết thúc ở đây thì thu về là trụ chuyển sang phía chân phải này, đúng không ạ? Tiếp theo, đến câu 8 thứ hai thì bây giờ hai tay của chúng ta sẽ chống ở hông, đúng chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ dùng mũi chân trái, đồng thời cái hông của phía bên trái, cái hông trái của chúng ta đưa mũi chân, đồng thời chúng ta đẩy cái hông ra, đẩy cái hông ra, đồng thời đưa mũi chân ra, đúng không ạ? Thì sẽ là 1, 2, được chưa ạ? Tiếp tục mũi chân. 3, và 4 thì chúng ta thu chân về. Tiếp theo bên này làm tương tự chân phải. Tiếp tục 5, 6, 7
và 8 chúng ta thu chân về, đúng không ạ? Ok, thì kết hợp cả hai bước vào sẽ được những bước như sau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tiếp theo đến câu số 3, được chưa? Thì chúng ta sẽ có bước đi chéo điểm chân. Thì chân trái chúng ta bước chéo lên, 1, điểm chân phải ra, 2, bước chân phải chéo lên, 3, điểm chân trái chéo lên, 4, thu chân trái chéo về, 5, chân phải chúng ta điểm sang ngang, 6, tiếp tục thu chân phải chéo về, 7, và chân trái ta điểm 8. Thì tay của chúng ta đưa vào người và chúng ta mở ra, đưa vào, mở ra. Thì ví dụ như là chúng ta bước chân trái lên, 1 thì hai tay đan vào, được chưa? Đưa chân chúng ta, mũi chân đưa ra thì hai tay chúng ta mở ra, được chưa? Đưa vào, 2, được chưa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng không ạ? Đây mình đưa về đây nhá. Ok, chân trái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn chú ý cái tay nhé. 1 thì đan vào này, lặp lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Chúng ta đi 3 câu đầu tiên này. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tiếp tục đến câu thứ tư thì chúng ta sẽ có là bước đi quả chám, được chưa? Thì chân trái của chúng ta bước chéo lên này, được chưa? 1, chân phải vắt qua, 2, chân trái của chúng ta đưa sang, 3, và chân phải chúng ta thu về, 4, được chưa? Tiếp theo 5 thì chúng ta mở chân trái sang phía bên trái một góc vuông 90 độ, được chưa? Tiếp tục chân phải vắt qua, 6, chân trái chúng ta thu về, 7, và chân phải thu về, 8, được không ạ? Tay thì chúng ta đánh nghịch hướng với chân, thì các bạn thấy rằng sẽ như này. Điểm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ ghép cả 4 câu vào với nhau này. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Và các bạn nhớ rằng là 8 chúng ta lại chuyển trụ về chân phải nhé. Chuyển trụ về chân phải để chân trái chúng ta tiếp tục đưa lên 1, 2. Có nghĩa là chúng ta tiếp tục đi tường thứ hai ở đây thì chân trái chuẩn bị bước luôn, đúng không ạ? Thì có nghĩa là chân phải chúng ta phải chuyển trụ về chân phải cho mình nhá. Ok, cẩn thận không sẽ bị nhầm chân. Và sau đó chúng ta tiếp tục đi đường thứ hai, đường thứ ba, đường thứ tư, động tác giống hệt nhau. Được nhá. Động tác giống hệt nhau chỉ khác hướng thôi và cứ đi như vậy cho đến khi hết nhạc. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.